Chào mừng bà con đến với kênh nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn còn bán gấp đất nền xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 83 m 5 nhân 16,81 đất thổ cư, lộ đá mini xe ba gác chạy vô tư, đã hợp dân làm lộ nhựa 3 m trong năm nay. Cách phó cơ điều là 2 km, giá bán là 3,5 triệu một mét, tương đương 290 triệu một nền. Bà con mình muốn mua nền xã Phước Hậu vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. Chào mừng bà con đến với kênh nhận ký gửi mua bán nhà đất Vĩnh Long của Toàn. Hôm nay Toàn còn bán gấp đất nền xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, thành phố Vĩnh Long. Tổng diện tích đất là 83 mét 5 nhân 16,81 đất thổ cư, lộ đá mini xe ba gác chạy vô tư, đã hợp dân làm lộ nhựa 3 mét trong năm nay. Cách phó cơ điều là 2 km, giá bán là 3,5 triệu một mét, tương đương 290 triệu một nền. Bà con mình muốn mua nền xã Phước Hậu vui lòng liên hệ với Toàn 0963 644 635. Toàn xin chào và mong sự liên lạc lại của bà con mình. Kính chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe ạ. À.